Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chế độ dân chủ nhân dân không chỉ cần đề cao trách nhiệm của nhà nước, đạo đức công vụ của cán bộ công chức mà còn cần phải phát huy ý thức trách nhiệm công dân. Người chỉ rõ, nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân. Từ yêu cầu xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, Bác đã khái quát đạo đức công dân trên những chuẩn mực đạo đức căn bản, đó là tuân theo pháp luật nhà nước, tuân theo kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, đóng góp, nộp thuế đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung, hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc. Theo người, đạo đức công dân không phải là thuộc tính cá nhân bẩm sinh của mỗi người và không phải hình thành một lần là xong. Sự vận động, biến đổi và phát triển của nó luôn song hành cùng với những biến đổi của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Bằng những phương thức vừa mang tính lý luận, vừa có tính thực tiễn cao, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác luôn chú trọng đến công việc quan trọng này. Để xây dựng đạo đức nói chung, đạo đức công dân nói riêng, theo Bác, mỗi công dân cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện thông qua nhiều hình thức hoạt động khác nhau, trước hết là thông qua hoạt động thực tiễn và đấu tranh cách mạng. Cách mệnh là phá cái cũ, đổi ra cái mới, phá cái xấu, đổi ra cái tốt, tham gia tích cực vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ chế độ mới là điều kiện để họ từng bước trở thành những công dân đúng đắn, công dân tốt, công dân kiểu mẫu của nước Việt Nam độc lập. Bác cũng cho rằng, việc tham gia tích cực, chủ động vào hoạt động lao động sẽ tác động toàn diện đến việc hình thành và thực hiện các chuẩn mực đạo đức công dân. Một là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao, hai là tập cho họ quen khổ, ba là cho họ cái chí khí tự thực kỷ lực, làm lấy mà ăn, không ăn bám xã hội, bốn là có ích cho sức khỏe của họ. Bác cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục trong xây dựng đạo đức công dân. Theo Bác, mục đích giáo dục đào tạo chính là nhằm xây dựng nên những công dân ưu tú, công dân kiểu mẫu, không chỉ có năng lực làm chủ mà còn có những phẩm chất đạo đức tương xứng với địa vị làm chủ của mình. Trong việc hình thành các chuẩn mực đạo đức công dân, việc hình thành phát triển ý thức tự giác, tinh thần tự chủ tự cường, năng lực tự giáo dục của mỗi người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Bác căn dặn, phải dạy cho họ có chí tự lập tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ. Đi đôi với bồi dưỡng tinh thần tự lực tự giác vươn lên, cần phải xây dựng cho công dân niềm tin vào chế độ. Bởi vì có tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết, hy sinh. Không có niềm tin vững chắc vào sự tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã, đang và sẽ xây dựng thì khó có thể động viên được mọi người hăng hái chiến đấu, học tập rèn luyện, tu dưỡng, chọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đạo đức công dân ở Việt Nam là yêu cầu đòi hỏi khách quan của quá trình xây dựng hoàn thiện chế độ mới. Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đòi hỏi chúng ta tiếp tục vận dụng sáng tạo những quan điểm cách mạng và khoa học về xây dựng đạo đức công dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên mục Học Bác mỗi ngày xin kính chào và hẹn gặp lại.